บาดอันบองธรรมทีวีสมกรุปบองโอนนักสนะตุกโง่บาดเป็นไงเสียบองธรรมมันต่อไปโอจูนองโอนยังตัวสนะแทมเจ้าทันนะแคนสกังยังไงบองโอนบาดเทศนาเลยเกณฑ์บองธรรมทีวีให้กลุ่มคลิกช่วยแจกช่วยไลค์ช่วยสปายดับใบตัวโน้ตไม่เดือดร้อนยังบองธรรมมันช่วยวันงบุญเทอมทีวีชินเจ้าทักการกับบังบองเทอมอะไรกับหยุดติดตกยังโอจูบุ้งมากะเดี๋ยวบองเทอมมวยทักการกับบังว่าเป็นจังได้บุ้งเซมยังบองธรรมทีวีอ่ะยังตายทีว่าวังคุ้งหัวเงินวางเทียนอะไรเงี้ย thì cũng thơm mời tất cả các bạn hãy ai chưa đăng ký thì đăng ký để ủng hộ ha, thì cũng thơm mà xin mời những cái bóng thơm sôm mình chơi bóng bồn dân tổng hợp này nó chỗ luôn cái sân này cho mọi người bóng thơm TV video vì ngày bên bóng thơm mà bạn bằng ha rồi tôi toàn lắm rồi xa xe qua và có soi pek và mở mình sau khi giờ lát mà bữa chia sai phong này giờ sáng cũng thơm có trực tiếp thì do ảnh hưởng mà sống ba gà bốn gà đó nó không có được gõ nét rồi cả nhà mình xem thông cảm à. Cũng thơm mời nhà mình xem tiếp tục ở phần còn lại xin mời hiện tại đã vào bên trong thì cái nhà mình đang thấy cũng đã hoàn thiện phần đầu rất là đẹp nha, quay dạng phần đầu thì đã xong rồi đó nha, phần màu rất là đẹp luôn nha, và bọn bốn cũng tu sân nào đầu khăn và hơi oan này rất là đẹp luôn nha, hơi bọn bốn cũng được chơi chơi lại tôi sẽ phải ở phòng thông tin phát này mời tôi tuân với đồ thông này bà tâm phòng thông tin với bà nằm ở đó là rộng thu quát buồn thật tiết hay mà chạy để cùng bốn đằng to thành hơi nè đây ba sạch so lòng co lòng tùy mày cứ nha ba đẹp luôn cả nhà, xong hết rồi ha, phần đầu rồi. Ba là hơi to này, phần đầu này rồi xong hết rồi, rất là đẹp luôn cả nhà. Tông nền cái màu xanh da trời màu hơi xanh xám quá đẹp ha, phấn màu quà này quà rất là đẹp rất là nổi luôn nha, bò tì mây lịch cao là ai những cái lạ thấy cảm ơn là hơi o xong hết đây với nhà phần đầu quá đẹp luôn kia ngôi của bố mặt khác địa chỉ ở bức tầng sẽ tăng lên cho thành tình Sóc Trăng phần đầu có nghĩa là hoàn thành rất là đẹp luôn. Buồn được hẹn thật là khung cái tầng khung cái tầng sọc đầu thầm hẹp là sọc chăng rồi gặp buồn buồn tu sân nàng hơi ấy thằng các bạn đừng cho mọi người tầm ở thằng này bò nó thằng tua luôn vi ông đóng so tục mà lần niềm vót một phần trắng này để chừa lên tên thôi nha lên tên chùa chưa lại khoảng 2 mét tên tục bia hệ bia mét tục đặt xong không đặt không Hãy
hoa đẹp đúng không các nhà, sạt luôn. Lại nghe cái bách hàng luôn nó hơi nào, đây dừng máu nó thèm được lại từ đấy này à. Còn thêm mà một số chi tiết nhỏ nữa này nè, chưa có xong, thèm tích tiết nấu hàng à, để đấm đi, để mà đấm một cọc nền tích. Quá đẹp luôn cả nhà, nó quá nổi, đơn giản nhưng mà nó nổi, tả tao hình đẹp. Rồi dấu chấm chấm đó nhà. Gần say lời mình các bạn khá lái này, đây phần lái lên cũng được một phần vài văn hết nha. Buổi sáng thì chưa có lên xong, giờ cũng đã cắt hoa xong rồi nha. Đây mới là thành được tốt cái nhà, để cho tụi con lành chân đấy. Để chơi chủ tao tụi tao o dọt lên đây. Nhiều màu nha. Tao lấy ngàn nền lấy ngàn po và hút chặt ấy cả lần đây này. Màu nó còn đẹp ngon. Nói nổi thì tầm mình hoàn đưa màu nào vào nó rất là
Tôi nhận po hút nó đẹp đắt ấy còn đẹp nó nhưng mà từ lúc mà nắng cổ phiếu của mình đẹp như nọc mơ đó. Được hơi như là nha nọc mẹp lên vì chắc là mới bị sai à đó. Dục nông dục hẻm tới chân hơi á. Ừ. Giờ bông nó tới hơi á. Đầu tiên ngay đó, mà dục tới chân nó. Ừ. Các bạn lấy sai hết, khắp rồi. Ừ, thả bay ngay đó. Hàng qua hơi oi này. Và nó thêm lịch lịch này có bộ hút tâm. Mệt á. Phải chưa, phải chín. Nhưng tôi là bò hút thế là hơi này còn lại này khoa em quá đẹp thế nha, còn tên vui cái nào thiếu vào màu vàng như là không bên đây này cũng cắt màu rồi nha, đen này khúc dưới thì chưa cắt mày nó cũng cắt nó mày chết mày có cái này tinh lắm và đẹp rồi. Nhà mình mời cái nhà mình qua chỗ sư cắt rồi một nhà một lại nó cũng cắt. Mình dân cạch chẳng hả vô nổi vô nữa.
Vẫn ngán nữa. Vẫn ngán quá đấy. Để bôi xong hết rồi nha. Đẹp rồi, có phục vụ đặt màu. Quá đẹp hết nha. Phần đầu cũng như là hoàn thành rồi đó. Ô khăn cá bao lên hơi. Quá đẹp cho nên bọn thầm xong các video tầm này ở quân bọn bọn dương ọc nha để tôi xin lời xe lại bọn thầm tìm kiếm chụp kỳ xe có là công việc về chạy chưa lại con nè rồi bọn thầm mà cũng xin là tạm dừng thì nhà thì cũng xong rồi phần đầu còn phần thân và phía sau lái thì cũng sẽ gặp nhau tiếp tục và mong tất cả các bạn mình luôn là đồng hành ủng hộ Thank you.